Em với anh ấy bây giờ thế nào? Thì anh muốn hỏi là em còn cảm xúc với anh ấy không? Có chứ ạ. Anh ấy là một phần thanh xuân của em mà. Nhưng đối với em thì có lẽ thanh xuân của em đã dừng lại ở 8 năm trước rồi. Nếu như bây giờ anh thực sự nghiêm túc muốn trở thành một phần hiện tại của em, em nghĩ thế nào? Nhưng mà cho dù tôi có cố gắng bao biện cho anh cả nghìn lần đi chăng nữa, thì khi lên giường nhắm mắt lại, tôi cũng chỉ nhớ đến sự phản bội của anh dành cho tôi. Và tôi biết là mình sẽ không bao giờ có thể quên được. Người ta thường nói phụ nữ có thể tha thứ nhưng không thể quên. Nhưng với tôi thì lại khác. Không thể quên tức là không thể chấp nhận được, không thể tha thứ được. Nếu như cứ tiếp tục kéo dài cuộc hôn nhân này, tôi sẽ phải sống với những bất hạnh đấy. Mà như vậy thì sẽ không tốt cho cả tôi và anh. Chỉ cần anh trai rồi đúng không? Sao? Không được phép có người yêu? Ai mà biết được? Lỡ đâu chị bị ra một anh bạn trai để cản trở sự dễ sợ của ông sếp thì sao? Hình như ở đây chỉ có mình tôi là sếp. Sao thế? Cô Dương lại phải vất vả tạo ra một chàng người yêu để tránh sự dê sồm của tôi à? Dạ đâu có đâu sếp. Hôm nay ở đây có các kỹ sư đã làm việc nhiều năm cho công ty nhưng đột ngột bị cắt hợp đồng, lý do cũng không rõ ràng. Tôi muốn để họ trực tiếp lên tiếng và cũng mong phía cậu Lâm có một lời giải thích sao cho thỏa đáng. Thưa anh Giang và các anh chị, từ khi anh Lâm tới với Centino thì em nghĩ em chỉ có một thiếu sót duy nhất, đó là buổi anh Lâm yêu cầu các đội trưởng họp lại. Nhưng vì anh báo đột ngột nên em và một số anh em vắng mặt. Em không nghĩ chỉ vì như thế cộng với việc xô xát nội bộ mà anh Lâm trực tiếp cắt hợp đồng của tụi em như thế